Hello, chào mừng bạn tới với kênh YouTube tập yoga của blog Yogi Travel VN. Mình là Thương Bền. Bài tập hôm nay có chủ đề là tăng sức mạnh của cơ bắp, giúp bạn kiểm tra lại, check lại toàn bộ cơ thể coi là phần nào, phần cơ bắp nào bạn bị thiếu, bạn bị yếu và bạn cần tăng thêm sức mạnh ở phần nào để giúp cho bạn có một thân hình rắn chắc và khỏe mạnh. Nào, sẵn sàng chưa? Chạy thẳng ra và bắt đầu thôi. Hãy bắt đầu bằng hai tay chống lên hông và di chuyển về đầu thảm. Đứng thẳng, mở rộng vai ra. Mình tập nhón mũi chân và nâng mũi chân và gót chân một vài nhịp. Hít vào, bạn nhón mũi chân và nâng gót chân lên khỏi sàn. Giữ cho hai đùi của bạn chắc, phần hông của bạn chắc thì bạn sẽ giữ được thăng bằng lâu hơn. Thở ra, bạn hạ gót chân và nâng các ngón chân lên khỏi sàn. Cảm giác độ cong phần arch của bàn chân cong và căng lên. Phần gót chân và phần tròn ở phía trên bàn chân đạp chắc dưới sàn. Lặp lại nha, nhón mũi chân, nâng gót chân, nâng cao lên, siết bắp đùi lại để giữ được thăng bằng. Thở ra, hạ gót chân, nâng ngọn chân lên. Một nhịp nữa, đạp mũi chân và nâng gót chân lên khỏi sàn. Từ đây bạn vươn hai tay lên trời luôn, xòe các ngón tay xoay mặt về phía trước, bàn tay xoay về phía trước, các ngón tay chỉ lên giữ người đứng thẳng. Hít vào, thở ra hạ gót chân, rạp dài người xuống sàn, lỏng đầu và thở ra. Khuỵu hai đầu gối, hít vào, ngẩng mặt nhìn về phía trước, đưa hai tay ra sau. Rướn lưng, hóp bụng lại, rướn lưng, chỉ thẳng về phía trước. Mình sẽ vào động tác cày ghế, bạn từ từ đóng mũi chân, gót chân vào bên trong. Mũi chân khép lại, hai gót chân hơi mở, hai tay bạn đưa ra sau, đầu gối khuỵu. Rồi từ từ bạn hạ gót chân và nâng các ngón chân của bạn lên khỏi sàn. Siết chặt cơ bắp đùi, hai tay bạn đưa lên, bụng siết chặt vào trong, giữ kéo ở tư thế cài ghế. Hít vào một nhịp sâu, đùi bắt đầu mỏi lên rồi ha. Thở ra, hai tay chắp trước ngực, rạp dài người. Thở dài ra, rút chân phải của bạn ra sau, gần về khuỷu cuối thẳng luôn. Nhón các đầu ngón tay, xoay mặt nhìn thẳng về phía trước. Giữ lưng thẳng, đầu gối trước, vuông góc, chân sau đạp chắc dưới sàn. Hít vào, lật người, vươn hai tay lên trời, nhấn hông xuống sàn, kéo tay của bạn cao lên. Các ngón tay vươn dài, hít vào sâu, thở ra, rạp xuống sàn, bám tay, bước chân trước ra sau trong tư thế plank pose tấm ván. Cố gắng đừng nhướn mông lên mà hóp bụng và giữ chặt phần hông, siết chặt cần cơ bụng. Hạ đầu gối xuống sàn, lùi ra sau, giãn lưng trong tư thế em bé, rạp dài người ra, thở dài ra. Bạn hai tay, bạn đưa người về trước. Nhìn lên trở lại, nhón chân, siết bụng vào trong, đừng thả lỏng bụng mà siết bụng lên và nâng người lên trong tư thế plank pose. Nhìn chéo về trước, cơ bụng bạn siết chặt hay dây bạn chống chắc, bạn sẽ cảm nhận được là tay bạn có rung hay không, bụng bạn có giữ chặt được hay không, người bạn rung lên hay không trong tư thế plank này. Một nhịp hít sâu và đẩy ra sau trong tư thế đào đó, để giãn hết người ra sau, thở dài ra. Khuỵu nhẹ hai đầu gối, nhìn về đầu thảm và bước hai chân lên đầu thảm, mũi chân khép lại, gót chân hơi mở ra, toàn bộ người rạp xuống sàn thảm, thở dài ra. Khuỵu hai đầu gối, mình sẽ quay lại tư thế cài ghế một lần nữa. Bụng siết chặt, hông chỉnh xuống sàn. Vươn hai tay lên trời, rướn các ngón tay về trước.
kéo dài người hít, thở ra, một nhịp nữa hít vươn tay, thở ra, rẹp xuống, thả dạn người lỏng lưng ra. Bước chân trái ra sau, mũi chân trái chạm xuống sàn, bám chặt chân phía trước và vươn hai tay lên trời, đưa người cao lên, các ngón tay xòe và vươn lên. Hít, thở chậm, một nhịp nữa hít vào rướn lên, thở ra, chống hai tay xuống sàn, bạn rút chân trước ra sau trong tư thế plank pose, giữ chặt hông, giữ người thẳng trong tư thế plank. Hạ hai đầu gối xuống sàn, lùi ra sau trong tư thế em bé, lỏng trán xuống, thở dài ra. Bạn bám hai tay về phía trước hẹn và nâng người lên trở lại, nâng hông lên, nhón mũi chân. Mình lặp lại một lần nữa trong tư thế plank pose, phần hông giữ chặt, bụng xít lại, giữ nhìn về phía trước trong tư thế plank. Một nhịp nữa thôi, hít vào sâu và hạ hai đầu gối của bạn xuống sàn. Giữ hai đầu gối dưới sàn, hai tay chống về phía trước, cổ tay và vai vuông góc, đầu gối và hông vuông góc. Mình tập một vài động tác khép cao ở đây trước khi mình tập bụng trở lại. Hạ thắt lưng, ngẩng mặt rướn lên, động tác con bò, thở ra, cầm kéo vào lồng ngực đẩy thẳng tay, hít vào, thở ra, hít vào. Thở ra. Hai nhịp nữa, hít vào. Thở ra. Nhịp cuối cùng, hít. Và thở ra, quay về vị trí trung tâm. Thắt lưng xít vào trong, bụng giữ chặt, hai tay chống dưới sàn, mắt nhìn thẳng về phía trước. Bạn nhón mũi chân phải và trượt thẳng ngón chân cái ra sau, hông vẫn nâng lên nhìn về trước. Cố gắng đừng lỏng thắt lưng mà nâng thắt lưng của bạn lên. Bạn sẽ cảm nhận phần bụng bắt đầu rung. Bạn chặt tay, dồn lực lên bàn tay phải, khuỵu cùi chỏ một chút xíu để phần cơ gây nam bắp tay phải căng lên. Vươn tay trái thẳng về phía trước, dưỡng rướn thẳng người bạn theo hai chiều. Giữ chặt một nhịp nữa, hít rướn ra. Và thở ra chống tay, hạ đầu gối xuống sàn, lắc nhẹ cùi chỏ. Mình đổi bên, bám hai tay chặt xuống sàn. Bạn hóp bụng lại, giữ người ở vị trí trung tâm, bụng siết chặt. Hai bàn tay bám chặt, cơ bụng nâng lên, nhón mũi chân, nâng đầu gối trái, nhón mũi chân trái và thẳng chân trái ra sau. Nâng phần hông, giữ chặt bụng, nhìn kéo về phía trước. Sau khi bạn giữ được người thăng bằng, bám chặt tay bên trái, dùng lực của bắp tay trái và vươn tay phải thẳng về trước. Giữ người thăng bằng. Rướn các ngón tay, đạp chặt chân phía sau, một nhịp nữa thôi, hít sâu. Chống tay, hạ đầu gối xuống sàn, lùi ra sau trong tư thế em bé. Rạp lưng ra và thở dài ra. Hai bàn tay bạn bám, các ngón tay xòe, nhón mũi chân, nâng đầu gối, mình đẩy thẳng người lên trong tư thế đao đót, tư thế chữ V ngược, đẩy dài người ra sau, thở dài, giãn lưng ra. Lần này mình sẽ kiểm tra coi bắp đùi của bạn khỏe tới mức nào nè. Đá chân phải cao lên trời, chỉ thẳng lên và bước chân phải lên giữa hai tay,
bước về phía đầu thảm, hai tay bạn chống lên hông, nâng người lên. Đầu gối trước vuông góc với cổ chân, tay bạn đặt lên hông, nhìn thẳng về phía trước, hạ đầu gối sau dưới sàn. Hít vào, nâng đầu gối sau lên. Thở ra, hạ đầu gối sau. Lần này, bạn vươn hai tay lên trời. Hít vào, đầu gối sau nâng. Thở ra, hạ xuống sàn. Hai nhịp nữa, cố lên, hít vào đầu gối sau nâng. Thở ra. Nhịp cuối cùng, hít vào, đầu gối sau nâng, người nâng lên. Mỏi không? Và thở ra, rạp hai tay xuống sàn, bước chân ra sau trong tư thế đào đó, để dài người, giãn lưng ra. Vươn về trước trong tư thế plank pose, giữ chặt người ở plank pose. Khuỵu nhẹ hai đầu gối và đẩy mông lên, tiến đầu gối về phía trước, nhìn chéo xuống sàn. Cảm giác cơ bụng bạn đang gồng chặt lên. Phần kho trung tâm, phần cơ bụng trung tâm đang rung lên, giữ một nhịp nữa, hít sâu và thẳng ra trong tư thế plank, rồi đẩy lên trong tư thế down dog. Lắc hông, lắc vai nhẹ qua hai bên, đẩy dài người ra sau, thở dài ra. Đá chân trái của bạn cao lên, mũi chân chỉ lên trời và bước chân trái lên giữa hai tay, bước lên đầu thảm luôn. Bạn nhón các đầu ngón tay, ngẩng mặt nhìn về trước, sau đó đưa hai tay lên thắt lưng, nâng người lên, lồng ngực mở rộng về trước, đầu gối sau hạ xuống sàn. Nào hít, nâng đầu gối sau lên khỏi sàn. Thở ra. Hít vào, đầu gối sau nâng lên. Thở ra. Tiếp tục hít vào, nâng đầu gối. Cố lên, thở ra. Lần này, bạn chỉ thẳng hai tay, vươn lên trời, các ngón tay xòe cao, rướn lên, hít vào, nâng đầu gối sau lên. Thở ra, hạ dưới sàn. Hai nhịp nữa hít, đầu gối sau nâng, người rướn lên. Thở ra, nhịp cuối cùng hít vào, nâng đầu gối sau, rướn người lên. Và rạp hai tay về dưới sàn, rút chân trước ra sau và đẩy hông lên trong tư thế down dog. Bạn chặt tay đưa người về trước trong tư thế plank pose. Hóp bụng và giữ chặt, bạn tiến hai đầu gối về phía trước, hông giữ chặt lại, nhìn chéo xuống sàn. Cảm nhận hết lên phần bụng và phần hông phía sau. Một nhịp nữa thôi, hít vào sâu, giữ chặt bụng, thở ra thẳng đầu gối và đẩy lên trong tư thế down dog. Lắc người nhẹ, lắc hông nhẹ qua hai bên, ra người ra sau, thở ra. Hạ hai đầu gối của bạn xuống sàn, hai tay bạn bám chặt, nâng hông lên, nhìn thẳng về phía trước, bám chặt tay phải và đầu gối bên phải, bạn thẳng chân trái ra, hạ gót chân trái xuống dưới sàn và vươn tay trái lên trời, xoay mặt nhìn lên, đạp chắc chân sau dưới sàn, hông giữ chặt. Nào, cảm nhận lên thăng bằng. Đầu gối và phần hông sẽ giúp bạn giữ được thăng bằng. Một nhịp nữa nào, hít sâu. Chống tay xuống sàn, hạ đầu gối xuống sàn, lắc hông nhẹ qua hai bên. Đổi bên, bám chặt tay trái, giữ đầu gối trái cố định, nâng hông nhìn về trước, thẳng chân phải ra, hạ gót chân phải về bên trái và vươn tay phải lên trời, hông giữ chặt, cánh tay bám chặt, tay phải vươn lên, mắt nhìn xuống sàn, giữ thăng bằng nha. Một nhịp nữa, rướn cao tay,
hóp bụng và giữ chặt thăng bằng. Rồi chống tay xuống sàn, hạ đầu gối, lắc nhẹ hông, lắc nhẹ lưng qua hai bên. Bám chặt tay, mình quay lại tư thế plank pose một lần nữa. Thẳng hai chân, nhìn về phía trước, hóp bụng dựa ở plank pose. Mình sẽ tập tư thế side plank, nghiêng hai gót chân qua bên phải. Chân phải nghiêng góc 90 độ, phần mép chân bám dưới sàn, thẳng đầu gối ra. Chân trái bạn đặt nguyên bàn chân, bám về phía trước chân phải, đẩy hông lên và vươn tay trái lên trời. Nếu ở đây mà bạn không giữ được hoặc khó quá đối với bạn thì bạn hãy hạ đầu gối phải xuống sàn và nâng theo hướng này, nhìn lên trời. Nếu bạn giữ chặt được chân thì nghiêng chân và đẩy thẳng tay vươn lên. Hít sâu, thở ra, hông nâng cao lên nhịp nữa, cánh tay giữ chặt, hít sâu. Chống tay trái dưới sàn, quay về tư thế plank pose. Hạ đầu gối, lùi ra sau trong tư thế em bé. Bám hai tay chặt, mình tập cho chân bên trái, hai tay bám, hóp bụng nhìn về trước, thẳng đầu gối trong tư thế plank pose. Nghiêng hai gót chân của bạn qua bên trái, chân trái nghiêng, chân phải đạp về phía trước, đẩy hông cao lên và bạn vươn tay phải lên trời. Cũng như hồi nãy, nếu bạn không giữ được ở đây, hãy hạ đầu gối trái xuống sàn và nâng người lên. Nếu bạn giữ được, hãy đẩy thẳng chân trái, đạp chắc chân phải, đẩy hông lên và rướn người, dồn lực lên tay trái dưới sàn. Bắp tay giữ chặt, giữ nhịp nữa thôi, vươn cao lên. Hít, các ngón tay kéo lên trời, rồi thở ra nhìn xuống sàn, chống tay và quay về tư thế plank pose. Hạ hai đầu gối, lùi ra sau trong tư thế em bé. Mềm lưng, đẩy người ra sau, thở dài ra. Hai tay bạn chập vào giữa và đan các ngón tay chắc lại, hai cùi chỏ bạn ép dưới sàn, ngẩng mặt nhìn về phía đầu thảm, giữ cho hai cùi chỏ chắc, ép chặt hai tay, nhón mũi chân, trượt dài chân bạn ra sau tới lúc chân thẳng ra, hai chân giữ thẳng. Hít sâu, bạn đưa chỉ hai ngón trỏ lên, hai ngón cái, hai ngón tay cái lên và đưa cằm vượt qua hai ngón tay. Đưa ra sau, đẩy mông cao lên trời, đẩy dài ra sau. Hít vào, bạn đưa cằm vượt qua hai ngón tay cái, đẩy người về trước. Thở ra, ra sau. Đẩy mông cao lên, tiếp tục hít vào, cằm đưa về trước, rướn ra, thở ra, đẩy cao ra sau. Cố gắng hai chân mở ra rộng bằng hông, bắp đùi mông và bụng xít lại. Tiếp tục nè, hít, thở ra, hít, thở ra, hít sâu, thở ra sâu, nhịp cuối cùng hít vào sâu, rồi thở đợi dài ra sau, rạp trán của bạn xuống sàn luôn nếu được, sau đó hạ hai đầu gối xuống, lọng người, lọng trán, lọng khuôn mặt dưới sàn, mềm hai bàn tay ra. Rồi trượt ra sau trong tư thế em bé.
chống hai tay về bên cạnh đầu gối và ngồi thẳng lưng lên. Mọi người thấy thế nào ạ? Đã bắt đầu đổ mồ hôi chưa? Ở đây buổi sáng nắng quá. Mình lặp lại thêm một vòng nữa. Cố gắng siết chặt cơ bụng, hai bắp đùi giữ chặt, kéo căng vào trong và đừng ngưỡng lưng. Bụng siết nhiều vào trong để không bị đau lên phần thắt lưng nha. Cố lên, đưa hai tay về trước trong tư thế plank, nhón mũi chân nâng hông lên. Plank, đưa đầu gối về trước, phần hông giữ chặt. Mình giữ đây 5 nhịp. 5, 4, 3, 2, 1. Thẳng hai chân ra, nghiêng hai gót chân qua bên phải và vươn tay trái lên trời. Kéo giãn người lên, đẩy thẳng tay phải, tay trái vươn lên. Các ngón tay vươn cao, rướn lên trời. Giữ lại vài nhịp nữa hít. Thở ra, nâng hông cao lên, hít sâu. Thở sâu, đẩy thẳng tay nhịp cuối cùng, hít vào rướn lên. Và thở ra nhìn xuống sàn, quay về vị trí plank pose. Khuỷu hai đầu gối, nâng hông, siết chặt bụng, nhìn chéo về phía trước. Hít chậm, thở ra. Nhịp cuối cùng, hít vào sâu, thẳng đầu gối, nghiêng hai gót chân qua bên trái. Vươn tay phải của bạn lên trời, kéo dài người giãn lưng rướn lên. Hít, thở dài ra. Đẩy cao phần hông, rướn tay phải nhiều lên, đạp thẳng hai chân của bạn ra. Một nhịp nữa thôi. Hít vào rướn cao. Và thở ra, quay xuống sàn trong tư thế plank pose. Hạ hai đầu gối, lùi người ra sau. Và thở dài, lỏng ra trong tư thế em bé, mềm người ra. Nhẹ nhàng trườn người về trước và nằm ngửa ra thảm. Ôm chặt hai đầu gối vào lồng ngực, lắc nhẹ, massage nhẹ cho phần thắt lưng. Nghiêng hai gót chân về bên phải, xoắn lưng và xoay mặt về bên trái. Rồi quay về giữa thảm, nghiêng hai gót, hai đầu gối qua bên trái, xoay mặt và xoắn người về bên phải. Rồi quay về vị trí trung tâm, lắc nhẹ lưng, kéo hai đôi chân và bật người ngồi thẳng lưng lên luôn. Hít vào sâu, rồi thở dài ra. Hai tay chắp về trước lồng ngực. Namaste. Cảm ơn bạn đã tập cùng lúc Yogi Travel VN và bài tập cho cơ bắp vừa rồi. Cảm ơn bạn và chúc bạn một ngày vui. Namaste.